khi mà tụi Quân đi theo cái đề tài kinh dị và tụi Quân muốn biến những cái tưởng tượng của mình về câu chuyện tấm cám trước đây trở thành một cái dị bản kinh dị đúng nghĩa, thì cái việc mà đi tìm bối cảnh để mà phù hợp với câu chuyện này nó cũng rất là thú vị. Tụi Quân đã tìm đến miền Trung, ở Huế và ở Quảng Trị, đặc biệt là ở Quảng Trị, bởi vì dường như là rất là hiếm có một bộ phim điện ảnh nào chọn Quảng Trị làm bối cảnh. Trong phim Con Cám thì đoàn quay được 4 bối cảnh chính, trong đó là có một cái bối cảnh ở Huế sát với lại ranh giới của tỉnh Quảng Trị, đó là làng cổ Phước Tích. Đây là cái ngôi làng cổ rất là xưa, có những cái ngôi nhà rường kiến trúc Huế rất là độc đáo, cũng là cái bối cảnh chính của nhà của Tấm Cám. Thì cái điều đặc biệt đó là khi mà tụi Quân đến với làng cổ Phước Tích ở Huế thì nó là một ngôi làng cổ hơn 500 năm tuổi và có rất là nhiều ngôi nhà cổ đẹp ở đó. Cách đó không xa sẽ là ao sen Trường Phước. Đây là một cái đầm mà người dân trồng sen rất là nhiều. Và nếu như là quý vị khán giả có thể search trên internet ao sen Trường Phước sẽ thấy được rằng là hồ sen gần như là bạt ngàn. Và đây cũng chính là cái địa điểm quay của Tấm và Cám cùng tắm ở ao sen. Nhất là cảnh quay cuối phim là Tấm sẽ có điệu múa trên ao sen. Ngoài ra thì hai bối cảnh quan trọng khác cũng quay ở quê hương ở Quảng Trị, đó là Đình Làng Hà Trung và rừng Tràm Ngập Mặn, tức là bối cảnh chính của cái khu rừng hiến tế cũng ở thị trấn Do Linh. Khi mà tiếp xúc với người dân Quảng Trị ở từ lúc đầu thì chúng tôi thấy được rằng là người Quảng Trị thật sự là rất chân chất. Và đặc biệt là khi biết có đoàn phim quay ở tỉnh nhà thì mọi người rất hào hứng, rất phấn khởi. Bà con bỏ hết cả việc đồng áng để mà đến trường quay hỗ trợ đoàn phim, cũng giống như là tham gia ở những vai diễn quần chúng, những vai dân làng trong đoàn phim. Thì tôi tin rằng xong phim Con Cám, khán giả sẽ thấy được ở Quảng Trị có những cái khu rừng rất đẹp, những ngôi làng và đặc biệt là có những cái đình cổ 200 đến 300 năm tuổi. Và tôi cũng mong muốn rằng sau bộ phim Con Cám thì sẽ góp phần một phần nào đó đến du lịch ở Quảng Trị để mà tất cả các khán giả biết đến Quảng Trị nhiều hơn, bởi vì đây là một cái vùng đất thực sự rất là đẹp. Một lần nữa rất cảm ơn quê hương mình tỉnh Quảng Trị đã cho Con Cám những ngày quay rất đáng nhớ.